Chương trình đọc, đọc truyện đêm, đêm khuya, khuya của đài, đài, phát, đài phát, thanh phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 51 tiểu thuyết Ông cố vấn của nhà văn Hữu Mai. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chiều 30 tháng 10, O'Connor đã tìm Hai Long. Ông Linh Mục cho biết người bạn của mình mới từ Washington sang mật báo một tin chắc chắn sẽ gây chấn động. Johnson sẽ tuyên bố ngừng quanh tạc, quanh kích toàn miền Bắc và mời mặt trận giải phóng tới dự cuộc hòa đàm Paris. O'Connor dặn kỹ hai Long không tiết lộ tin này ra ngoài. Như vậy, những điều trọng đã thông báo cho anh trước đó là chính xác. Sang chiều 31 tháng 10, Thiệu Hất Hải bước vào phòng hai Long kèm theo một tin chẳng vui. Như để tự trấn an, Thiệu cho triệu tập Nguyễn Cao Kỳ. Nhận tin, Kỳ đến ngay trong sắc phục không quân màu trắng, đeo loan cấp tướng. Bộ mặt đen sạm với cái nhìn tinh quái của Kỳ không giấu được vẻ lo âu, giấu trên môi, nở nụ cười cao ngạo. Cả ba người, Thiệu, Kỳ và Hai Long ngồi tán chuyện phím, chờ Bunker đến như lời hẹn. Chờ đợi quá căng thẳng, vợ Thiệu đành mang một ít thức ăn nhẹ cùng cà phê giúp họ thư giãn. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại, ai cũng tưởng là của Bunker, nhưng té ra là của chao nhuận. Sự thăm hỏi của cha nhuận giữa đêm khuya, càng làm cho Thiệu và Kỳ lo lắng. Thiệu kể lại cho Kỳ thái độ lạnh nhạt của Bunker từ cách đây nửa tháng, rồi suốt một tuần Bunker không tới dinh độc lập. Những câu nhắn nhủ khó hiểu chiều nay tiếp đến sự hẹn hò này. Lần đầu Thiệu tâm sự cởi mở với Kỳ về thái độ của quan thầy Mỹ đối với mình. Liệu Bunker có đến như đã hứa không? Trong chương trình đêm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 52 tiểu thuyết Ông Cố vấn của nhà Giang Hữu Mai qua chồng đọc Kim Liên để có lời giải đáp. Trung tâm đã đề ra phương án chỉ để lại bình trang trọng. Hoàng Hồ là hai người đã cộng tác với ta, nhưng địch chưa có cơ sở gì để buộc tội. Cả lưới A22 sẽ rút ra để bảo đảm an toàn. Sau khi cân nhắc kỹ, hai long đề đạt với trung tâm. Mặc dù bị CIA theo dõi, nhưng anh vẫn là một giáo dân giữ được lòng tin tròn vẹn của giáo hội và tòa thánh. Những việc anh làm cho tới nay đều nhằm phục vụ quyền lợi của giáo hội thiên chúa giáo la mã và đương kim tổng thống. Địch không dễ gì bắt anh và dù chúng có bắt cũng không dễ làm gì được anh. Nếu CIA cố tình tách anh ra khỏi thiệu, anh sẽ trở về nhà thờ Bình An, chuyển sang hoạt động cho lực lượng thứ ba. Sự rút lui của anh lúc này sẽ để lại một hậu quả lớn đối với phong trào vận động cho hòa bình và hòa giải dân tộc theo đường lối của Vatican II đang có chiều hướng phát triển tốt, rất phù hợp với đường lối của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Anh xin được ở lại với cả lưới tiếp tục công tác. Cuối cùng, đề nghị của anh đã được trung tâm chấp thuận. Lòng anh thanh thản, mọi công tác chuẩn bị đã xong. Anh không bỏ anh em chí cốt lại chiến trường, cũng không rời đối tượng, kiên quyết bám chắc địa bàn. Anh làm thêm báo cáo bổ sung về hội nghị Midway, kế hoạch chiến lược Việt Nam quá chiến tranh, chương trình Bình Định và kế hoạch Bình Định. Anh cố gắng dốc trọn những hiểu biết của mình với ý nghĩ có thể đây là bản báo cáo cuối cùng mấy ngày qua, anh không vào phủ tổng thống và cũng không thấy thiệu mời. Anh nghĩ phải đề phòng trường hợp bị bắt cóc hoặc bị thủ tiêu ngay tại phủ tổng thống, dì què đã rời khỏi đây. Chị què lại cho biết thêm, theo lời một người bà con là Phan Thụy Dung, là một trưởng phòng ở Tòa lệ sư Mỹ, thì CIA phát giác một việc cộng nằm dùng tại phủ tổng thống sắp cho bắt. Nhưng tại sao chuyện lộ liễu tới mức này mà chúng vẫn chưa động thủ. Tình hình chính trị chưa cho phép chúng làm việc đó ư? Hay chúng cố tình tung tin? Đẩy bọn anh tháo chạy để bắt trên dọc đường, phát hiện tiếp đường dây giao liên của ta và sẽ thủ tiêu họ một cách êm thấm như trước đây chúng đã làm đối với một vài trường hợp nghi vấn. Thứ tư, 16 tháng 7, Hai Long cùng cha Hoàng và cha Nhuận duyệt lại chương trình tổ chức Đại hội đoàn Nghĩa sĩ Công Lý. Hai lòng nói Ngày đại hội càng tới gần CA càng cho người bám sát con không rời nửa bước Bạn hữu Mỹ, Việt Nam Nhiều người gặp con khuyên Đề phòng mua sát hại của CA Cha nhuận lo lắng CA sẽ phá đoàn nghĩa sĩ công lý Như phá đảng cần làm dân dị trước đây Tôi đề nghị quán đại hậu lại một thời gian Chờ tình hình em đi rồi sẽ tính Tổ chức mới của công giáo ta phải ra đời là do yêu cầu đấu tranh chính trị Nếu bây giờ vì khó khăn chính trị mà quản lại Tính sao khỏi dư luận bất lợi cho việc ta sắp làm Phải kiên quyết tiến hành đại hội đúng như dự định Như thế mới mang lại sự tin tưởng cho giáo dân Và dân chúng miền Nam Cha Hoàng nói Đã làm chính trị thì phải kiên quyết Tôi đồng ý với thầy Nhã Không lùi đại hội Chỉ có điều càng phải tỉnh táo hơn để giảm bớt sự hăm dọa đang nhằm vào thầy nhá. Thầy nên lấy cớ cần tĩnh tâm dọn mình, đánh vào tu viện một thời gian, làm thất bại những mưu toan của kẻ ác. Như vậy, Diện cả đô đàn, vừa chuẩn bị được cho đại hội, vừa đảm bảo an toàn. Con từ xưa tới nay đi không giấu mặt, nói không giấu tên. Bây giờ trước những lời đe dọa, ổng dưng lánh mặt. Chắc chắn tránh khỏi dư luận đàm tiếu. Chúa Giêsu biết trước, mình sẽ bị sát hại. Còn hộp các môn đệ nói rằng, giờ sắp điểm. Các cha cho con noi gương chúa. Dù con và cha Hoàng có thể nào đi chăng nữa, xin cha nhuận vẫn cứ tiến hành đại hội. Hai chị Linh Mục khuyên Hai Long không được, đành phải thuận theo ý anh. Chiều thứ năm, 17 tháng 7, 1969, hai long rủ cha hoàng tới tòa khâm sứ chào henry lamatte mới sang nhậm chức khâm sứ tòa thánh hay angelo panmas cha khâm sứ tiếp hai long rất vui vẻ ông nói tuy mới gặp nhưng đã nghe về anh nhiều tại vatican và đặc biệt qua lời giới thiệu của giám mục panmas khâm sứ mong rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với tòa khâm sứ như trước đây anh về làm nhà làm công việc cuối cùng trong ngày đưa bản báo cáo như thường lệ mỗi tuần hai lần cho Bé Liên chuyển tới hợp thư. Tối hôm đó, anh ngủ một giấc thanh thản. Anh không biết là mình sẽ không được ngủ trọn vẹn hết đêm nay. Rành mắt ra hi chẳng vui vẻ gì khi được chuyển sang chi nhánh CA tại Sài Gòn. Với ngoài hai chục năm trong nghề, Y hiểu từng tế bào mục ruỗng của CA. Y biết những mưu đồ tàn bạo, những thủ đoạn gian manh, cũng như tính kém hữu hiệu của cái tổ chức đã phá hoại rất nhiều tiền của và thanh danh nước Mỹ. Khi còn một ít năm nữa sẽ được về hưu, thì người ta đưa y tới cái nơi nước sâu lửa bỏng này mà một số bạn bè y đã ngán ngẩm bỏ cuộc. Một công vụ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành để kết thúc cuộc đời nghề nghiệp đầy rẫy những sự lừa dối khủng khiếp. Mắc Gia Hy tới Sài Gòn vào tháng 10 năm 1968, khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã hiểu không thể dùng sức mạnh quân sự để giành chiến thắng ở Việt Nam. Các bạn đồng nghiệp của y tại đây với trên 10.000 cộng tác viên đã khẳng định thêm một lần nữa tính kém hiệu quả của tổ chức này. Không nhân viên CEO nào đọt được vào cơ quan đầu não của đối phương, kể cả ở cấp tỉnh. Họ không bao giờ nắm được một chủ trương chiến lược quan trọng. Một ví dụ gần nhất là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Y càng chán ngán khi thấy Sài Gòn khác hẳn 8 năm trước khi Y tới đây lần đầu. Y còn giữ trong ký ức một thành phố yên tĩnh, êm đềm, với những người phụ nữ mặc áo dài tha thước, hương thơm của những chợ hoa, những trái cây nhiệt đới, kể cả những món ăn với đồ gia vị Á Đông đã tạo cho nó một bầu không khí lôi cuốn quyền diệu. Sài Gòn ngột ngạt những người tị nạn chiến tranh từ nông thôn đổ vào. Những cô gái đã chuyển sang mặc áo cộc tay và váy ngắn. Đúng hơn, nó trở thành một trại lính. Đi tới đâu cũng gặp lính Mỹ và lính Việt quần áo lâu thôi lết hết và nhức ốc vì những chiếc xe tải nhà binh đầy đất phóng với tốc độ rần người. Đêm đêm, y ngồi trơ trội một mình trong tòa biệt thự ở gần Sài Gòn. Những bức tường quét vô vàng xỉnh, bức tranh tỉnh vật vẽ mấy bông hoa, chẳng mấy tự nhiên. Đồ đạc nghèo nàn, vài chiếc bàn gỗ ghép, mấy chiếc ghế nệm và một cái đi văn. Cái giá sách trống trơn với cassette lặp đi lặp lại Không biết bao nhiêu lần bài hát Thế giới mới đẹp làm sao Và bản nhạc ngày tận thế Từ một băng nhạc của người chủ cũ để lại Hàng tuần Y soạn báo cáo gửi về chi nhánh CA ở Sài Gòn Có khi gửi về tổng hành dinh CA Y viết những điều rút ra từ đóng tài liệu Do những điệp viên cung cấp Mà y biết phần lớn là dấu trá Hoặc đầu khi đọc một cách lơ đảng những báo cáo của bộ phận phản gián về một chiến dịch mà họ tiến hành từ nhiều tháng được đặt tên là Địa Lôi nhằm phát hiện một mạng lưới gián điệp Bắc Việt Bắc Việt Nam lọt vào tận giới chớp bu của chính phủ thiệu Nhưng rồi trong đám giấy tờ đầy rối rắm với nhiều tác giả rất kém văn hóa con số già vẫn thấy hơi hướng của con mồi Một số báo cáo khẳng định Quỳnh Văn Trọng vụ tá đặc biệt của Tổng thống Thiệu là một điệp viên Cộng sản. Có những báo cáo đã nhấn mạnh, Trọng chỉ là một nhân vật tương đối mới và hoàn toàn không phải là nhân vật chính. Cầm đầu mạng lưới là Vũ Ngọc Nhạ, một nhà hoạt động công giáo đáng kính, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Thiệu và cũng là bạn thân của ông ta. Một số báo cáo khác khẳng định nhiều nhân vật tay to mặt lớn và nhiều sĩ quan quân đội cũng đang làm việc cho Việt Cộng. Mắt Gahi dần dần lần ra được một đường dây. Y thuyết phục người bạn đồng nghiệp với mình là Herman phải ra tay. Tính chất nghiêm trọng của vụ án làm Herman rung, Y bàn trùng. Thế mình thì nên chờ đợi một cách khôn ngoan. Dũng này đã rõ, nếu không làm sớm sẽ tuột khỏi tay. Có thể là một vụ khiêu khích của Cộng sản. Cậu thử hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát đặc biệt bắt các nhân vật cao cấp đó sao mới dở lẽ là họ vô tội? Chuyện đó sẽ gây phản ứng ra sao? Chuyện đó sẽ gây phản ứng ra sao ở đây và bên nước Mỹ chúng ta? Quỳnh Văn Trọng, dù qua thăm Mỹ, ông ta đã gặp gỡ những đại biểu quốc hội và cả những nhà lãnh đạo cơ quan an ninh của ta. Cần phải rất cẩn trọng. Biện pháp đầu tiên tốt nhất là hãy gửi một bức điện về tổng hành dinh xem phản ứng ra sao. Lenny phản ứng một cách rất khó chịu khi nhận được bản báo cáo đầu tiên của Magdahi. Đúng như Herman dự đoán, tổng hình trên bảo nên dẹp chuyện đó lại. Con số già tiếp tục đề đạt. Lenly nói, chắc là Cộng sản khéo đánh lừa, chứ có dội dàng đưa ra những biện pháp quyết liệt. Magdahi vẫn kiên trì không chịu lui. Cuối cùng, Lenly đồng ý một cách miễn cưỡng cho phép kết thúc chiến dịch địa lôi với những lời đe dọa không lấy gì làm kính đáo. Cả tháng này Tiểu nhiều lúc muốn điên đầu vì tên nhân viên CA nứt với danh nghĩa một sĩ quan liên lạc giữa tòa lệ sư Mỹ với phụ tổng thống từ trung tuần tháng 12 năm 1968, CA đặt vấn đề giới thiệu là có một lưới điệp viên tình báo Bắc Việt nằm trong phủ tổng thống. Tiểu gọi Trần Văn Hai, giám đốc tổng nha cảnh sát quốc gia, tới phúc trình về chuyện này. Hai báo cáo nhiều tháng nay, cơ quan an ninh đã theo dõi thắng, một phần tử bị bắt giữ nhiều lần vì tình nghi là điệp viên cộng sản. Thấy những dấu hiệu thắng đang tiếp tục làm tình báo cho Bắc Việt và Thắng có liên hệ rất mật thiết với phụ tá của Tổng thống Quỳnh Trang Trọng. Thắng thường đi lại với một người là anh Tư, có thể là từ mật khu xuống. Trọng cũng có quan hệ với Tư qua trung gian của Thắng. Chính Thắng đã yêu cầu thuyết phụ cha Trần Ngọc Nhuận kiến nghị lên Tổng thống làm tê liệt mật vụ cần lao cũ đang giúp việc đắc lực cho CIA. Quỳnh Giang Trọng được nhận xét là trong quá khứ có những hoạt động cơ hội và hoạt đầu cơ quan an ninh đã tiến hành những biện pháp quan sát chặt chẽ các phần tử nghi vấn. Hiểu biết những hoạt động này do CA trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau đó, CA trực tiếp cung cấp cho Thiệu những báo cáo về vụ này. Danh sách người bị nghi vấn có liên quan ngày càng nhiều và trở nên rối bù. Nguyễn Văn Hướng cũng bị nghi ngờ, nhưng Thiệu chỉ bàn hoàng thực sự khi thấy ông giáo xuất hiện trong danh sách. Đơn vị s trên B thuộc khối cảnh sát đặc biệt ráo riết tiến hành kế hoạch đưa mật viên vào những nơi có phần tử tình nghi đang làm việc cho mật viên bám sát theo dõi thiết lập hệ thống giám thị những cuộc tiếp xúc những quan hệ của đối tượng tu tư tầm bằng chứng sử dụng các dụng cụ điện tử thính thị và máy khám phá nói dối mặc dù bỏ khá nhiều tiền thuê một ngôi nhà tiếp giáp với nơi thắng ở tại đường bạch đằng đây là nơi điều hành việc kiểm thính. Một máy thu phát tin điện tử Mercury bỏ túi có khả năng hoạt động liên tục 33 ngày đêm được đặt dấu trong phòng khách nhà Thắng. Trong quá trình theo dõi xảy ra một sự cố. Nhân viên mật vụ được trao nhiệm vụ đặt máy nghe trộm dính vào một vụ án mạng. Hắn giết một bà già, đột một số nữ trang rồi bỏ trốn. Người chủ ngôi nhà đến trình cảnh sát hiện tượng mờ ám của người thuê nhà. Ông ta nhận thấy lúc nào y cũng đóng kín cửa, không bao giờ nấu ăn và lặng lẽ làm một việc gì bên trong. Báo chí đã đánh hơi thấy chuyện này, kế hoạch theo dõi có thể gì đó mà lỡ dở. Toàn bộ cơ cấu cảnh sát đặc biệt được báo động để đối phó, từng người đi khắp nơi tìm tin mật vụ bỏ trốn. Hắn quản sợ phải ra trình diện, tổng giám quyết định thủ tiêu hắn trong nhà giam. Cảnh sát tư pháp giải thích là hung thủ an năn vì tàu trạng của mình đã tự dẫn. Tên mật dụ chết đi mang theo cả bí mật về ngôi nhà có thiết kế dụng cụ kiểm thính. S-size trên B lại có thể tiếp tục công việc mà không lo dở lỡ. Tuy nhiên, cuộc điều tra của CIA và cảnh sát đặc biệt không thu thập được kết quả gì nhiều. Ngoài một danh sách ngày càng dài, những người có quan hệ với Thắng và Trọng việc đặt máy nghe trộm ở nhà trắng cũng đạt rất ít kết quả hắn có thói quen hay mở cái xếp máy thu thanh và vô tuyến truyền hình kể cả trong lúc ngồi nói chuyện từ những băng thu được chỉ lọc ra được một số tiếng đức khoảng đáng chú ý liên lạc từ tây ninh anh tư nhắn rồi nhân vật anh tư biến mất thiệu đặc biệt quan tâm đến trường hợp của ông giáo các báo cáo ghi nhận, Hai Long có quan hệ với nhiều phần tử nghi vấn như Thắng, Què, Trọng. Anh đã bị giam giữ 3 năm ở trại tòa Khâm Quế vì tình nghi diệt cộng. Hai Long trong lời khai tại tòa Khâm Quế cũng tự nhận trước đây đã tham gia quân đội Bắc Việt, đã vào đảng Cộng sản và làm thị hủy ở Thái Bình. Thiệu đã biết những chuyện về quá khứ của Hai Long. Đây chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời anh từ hồi còn trẻ. Cẩn và Nhu còn biết rõ những điều đó hơn, nhưng đã dùng anh. Hơn thế, Hai Long còn là người thân tín của Đức Cha Lê, Cha Hoàng, những người thầy chống cộng. Không thể đặt nghi vấn vì sự quan hệ rộng rãi của anh với những con chiên. Nhiều việc anh làm là do chính y yêu cầu. Thiều quyết định tự bản thân mình kiểm tra Hai Long. Bằng chứng cụ thể nhất là cuốn băng ghi âm thu được ở Nhà Trắng. Tiểu báo cha nhượng, chuyển cho Hai Long cuốn băng và thăm dò phản ứng của anh. Nếu thắng là đồng bọn với Hai Long, khi biết thắng đã bại lộ, Hai Long chỉ còn cách chạy trốn và anh sẽ không thoát. Hai Long trả cha nhượng cuốn băng như một vật không hề có liên quan gì tới mình, nói đây chỉ là một cuốn băng thu hỏng. Tiểu quan sát theo dõi kỹ Hai Long vẫn không thấy có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ thiệu bắt đầu nghĩ hay là CA đang tìm cách chặt chân tay mình để thực hiện một mưu đồ nào đó của Mỹ. Y chưa biết xử lý chuyện này ra sao. Nhưng tới tháng gần đây thì CA ở Sài Gòn tỏ thái độ kiên quyết yêu cầu thiệu phải giải quyết vụ này. Họ bảo đó là quyết định của Lenly. Nhân viên CA nhận trách nhiệm liên lạc với phụ Tổng thống vốn đã trở thành bồ bịch của thiệu qua y hiểu tránh được những cuộc chạm mặt không vui vẻ gì với buôn y là một người tính tình cởi mở dễ chịu nhưng giọng nói của y bữa nay trở nên gai gắt không thể trì hoãn hơn nữa đã tới lúc phải sập bẫy tổng thống cần biết bây giờ mới làm là quá muộn tên cầm đầu đã rời khỏi sài gòn từ cuối tháng 3. những bằng chứng cùng với sự điều tra riêng của tôi khiến tôi rất phân vân Chúng tôi hiểu chuyện này dính tới những nhân vật chấp bu nên đã rất thận trọng. Chính ông Daley Quay đã phải dùng máy kiểm tra thành thật để làm phối kiểm z 23 người điều tra vụ này. Chứng cứ còn quá ít ỏi. Ông không hiểu về nghiệp vụ, những bằng chứng đã quá đủ để bắt toàn bộ bọn chúng. Bọn chúng phải thú nhận toàn bộ tội lỗi. Nếu cùng một lúc bắt cả cố vấn đặc biệt, phụ tá đặc biệt của tổng thống thì uy tín của tôi sẽ ra sao? Uy tín của ông sẽ được củng cố thêm vì đã phát hiện được những tên điệp viên nguy hiểm nhất của Cộng sản. Nhưng một chuyện âm ý sẽ là đòn nặng đánh vào thanh danh của chính phủ. Tôi đề nghị nếu cần sẽ bắt ngay tất cả những phần tử nghi vấn, nhưng riêng Vũ Ngọc Nhạ và Quỳnh Trang Trọng sẽ đưa ra khỏi phủ tổng thống. Ta sẽ giải quyết khi họ không còn dính liếu chi với chính phủ chỉ còn là những công dân bình thường. Họ không bao giờ là công dân chịu theo hiến pháp của các ông. Họ chỉ là những tên gián điệp nguy hiểm đã lộ mặt, phải bắt tất cả cùng một lúc, hoặc để cho họ chạy thoát. Không thể có biện pháp nào khác và không thể trì quản thêm. Thôi được. Có thể bắt cả Quỳnh Trang Trọng, nhưng bắt Vũ Ngọc Nhà sao? Vì Vũ Ngọc Nhà là một lãnh tụ của Thiên Chúa Giáo ở miền Nam. Nhà chính là tên cầm đầu nguy hiểm nhất mà chúng tôi cần bắt trước tiên các ông cũng cho tôi đủ thời gian giải quyết với các cha người đối thoại dung nắm đấm trước mặt thiệu mẹ kiếp ông sẽ làm hỏng hết làm sao chúng tôi có thể bù lại những tổn thất nhân mạng và tiền của nếu như bọn gián điệp cộng sản đầy rẫy khắp nơi mà chẳng có biện pháp hữu hiệu nào chống lại chúng thiệu chỉ còn nói thêm một đôi câu yếu ớt rồi đầu hàng ngày 29 tháng 6, Trần Giang Hai và Phủ Tổng thống lập thiệu nhận những quấn thủy cần thiết. Ngày 14 tháng 7, một cuộc họp được tổ chức tại văn phòng khối cảnh sát đặc biệt đi tới những quyết định như sau. Đơn vị s trên B chịu trách nhiệm bắt toàn bộ những phần tử được phát hiện trong một đêm. Dùng những nhân viên tinh không nhất đặt bẫy tại nhà của Lê Hữu Thúy, tức Thắng, Vũ Ngọc Nhạ, tức Hai Long, Vũ Xuân Què, Quỳnh Giang Trọng và tại các cơ quan giao liên ở cầu Bình Lợi chờ lớn, kể cả những vùng bất an ninh, nơi đồng trống không có dân cư dù phải đổ bằng máu. Đơn vị X2B sẵn sàng thẩm vấn suốt đêm, liên tục kết quả tới đâu, trình tới đó để phối hợp khai thác tin tức. Mỗi biệt đội tình báo cử về trung ương 6 nhân viên và một xe ship dùng vào việc truy nã phục kích bao dây lục soát và canh giữ can phạm. Hai lòng bừng tỉnh vì tiếng gõ cửa gấp bên ngoài. Giờ anh còn đang nhẹ nhẹ lai like vai anh. Đã lâu, chị mới thấy chồng ngủ một giấc ngon lành như vậy. Ba nói vậy đi, anh khẽ bấm vào tay ra hiệu cho chị tiếng đập cửa gấp hơn anh chợt thấy thương vợ vô cùng đã mấy lần anh định nói với chị về mối nguy hiểm đang đe dọa mình nhưng rồi anh vẫn im lặng anh muốn kéo dài chút nào hay chút ấy niềm vui ít ỏi những ngày họ được sống bên nhau đã đến lúc kết thúc anh ghé vào vai vợ nói thật nhỏ em và các con ở nhà cứ bình tĩnh chúng sẽ không làm gì được anh đâu Phía ngoài có tiếng quát to. Mở cửa mau, cảnh sát tới kiểm tra sổ gia đình đây. Bác Kỳ ở ngoài đã ra mở cửa. Vợ chồng Hai Long và các con đều ngồi dậy. Một tên vừa bước vào hỏi. Ông Dũng một nhà đâu? Tiếng bác Kỳ đáp. Ông nhà ở nhà trong. Hai Long lên tiếng. Tôi mặc quần áo ra ngay đây. Nhưng không đợi anh đi ra, một toán chừng sáu bảy tên đã sụp vào nhà một số tên trú mắt nhìn cảnh nhà quá bẩn bách của anh gia đình một ông cố vấn của tổng thống hai đứa con nhỏ ngủ chung một giường với bố mẹ hai đứa lớn hơn ngủ trên hai tấm phản kê ở góc nhà chỉ có đọc một cái bàn làm việc trên bàn giấy tờ thư từ để ngủ ngang bên những chồng sách tiếng pháp tiếng anh tiếng latin xếp ngay ngắn dường như chủ nhân đêm nay làm việc khuya. Chúng không biết đây là sự giằng cảnh của anh giờ những biến cố bất thường. viên đại úy sẵn giọng nói: ông Dũng một nhà bị xét nhà, mời ông tới tổng nhà cảnh sát vì tội buôn hàng lậu. Nhân viên công lực tiến hành khám xét tịch thu tất cả giấy tờ và đồ lưu trữ. mời ông mặc quần áo về tổng nhà ngay. Chúng vơ vét tất cả những sách báo, giấy tờ, thư từ trên bàn và bắt đầu lục lọi khắp nhà. Viên đại quý và hai cảnh sát áp giải hai lông ra xe. Một chiếc ship đổ sát dĩa hè bắt đầu nổ máy. Viên đại quý đưa chiếc còng số 8 toàn khóa tay hai lông. Anh phản đối. Tôi chưa bị kết án, không có hành động chống đối nhân viên công lực, làm nhiệm vụ, thì không được xâm phạm tới con người tôi. Viên đại quý cười nhạt. Dụng này quá rõ rồi, quá chín mùi, đã bám sát từ hơn một năm nay kết thúc cho khỏi tốn thêm thời gian và công sức. Tiếc rằng không chờ được tên đầu sổ quay lại để hút đoạn ổ. Hắn cứ ra chiếc còng vào tay Hai Long và đẩy anh lên xe. Hai Long nhìn lại thấy vẫn còn mấy tên ở trong nhà. Chắc chúng tiếp tục khám xét và phục tại đây hy vọng chọc thêm người của ta. Chiếc xe rip chạy về nha cảnh sát đặc biệt. Phạm Giang Cung, chủ sự đang ngồi đợi tại văn phòng phòng cung là đảng viên đại việt cùng hệ phái với nguyễn văn kiểu và nguyễn văn hướng y đứng lên chào anh một cách lễ phép rồi nói đại quý mở khóa cho ông nhạ ông thông cảm đây là việc bất đắc chỉ phải làm trong khi đi đường chờ hai long ngồi xuống ghế xong viên chủ sự nói tiếp bây giờ xin ông khai cho một bản lý lịch đầy đủ theo mẫu đã có sẵn đề nghị ông coi qua nếu có chuyện hỏi tôi xin nói rõ. đưa anh một tập giấy có những đề mục đã in sẵn. Hai Long cẩn thận lần đọc từng tờ. Cung kiên nhẫn ngồi chờ. Xem xong anh nói. Tôi không có điều gì phải hỏi. Cung đi ra. Anh còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh. Các cửa đều đóng kín mít. Hai chiếc đèn nê ông bật sáng suốt đêm. Công việc gì phải dồ dàng. Hai Long chỉ kết thúc công việc vào cuối buổi sáng hôm nay. Anh khai mình là tín đồ thiên chúa giáo, đào dòng, nhỏ, nhỏ học ở tu viện, lớn lên theo giám mục Lê Hữu Từ hoạt động cho tổng đội từ về công giáo ở Phát Diệm, rồi vào quân đội Pháp, cùng rút với quân đội diễn chinh Pháp vào Nam. Qua Pháp một thời gian, rồi lại trở về Sài Gòn làm phụ tá cho Đức Cha Lê và Cha Hoàng. Được Đức Cha Lê đồng ý anh nhận làm phụ tá cho cố vấn Ngô Đình Nhu. Chính quyền diệm đổ, theo sự phân công của giáo hội, anh vào phụ tổng thống làm cố vấn đặc biệt cho đương kim tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, phái đoàn Quỳnh Trân Trọng từ Mỹ về hài lòng gặp riêng trọng, tuyến và biết được họ thu thập được một khối lượng tin tức đáng kể. Johnson đang nỗ lực chất giác lại quy tín bằng cách đi vào lịch sử như một tổng thống hòa bình. Chiều hướng Mỹ phải dần dần rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam là không thể đảo ngược. Sau bầu cử, Johnson vẫn còn hai tháng với đầy đủ quyền lực để thực hiện ý trình của mình. Nixon chắc chắn sẽ đắc cử. Con diều hâu này là một trở ngại cho vấn đề sớm đem lại hòa bình ở Việt Nam muốn cho cuộc đàm phán tiến hành thuận lợi. Đúng như lời O'Connor nói bữa trước, nhân dân miền Nam cần phải có một hình thức chính phủ lâm thời để có danh nghĩa ngồi đàm phán với chính phủ thiệu. Trọng giao tuyến cũng đã thực hiện tốt kế hoạch của Hai Long nhằm xây dựng một số quan hệ trong bộ máy chính quyền và những tổ chức thiên chúa giáo ở Mỹ. Hai Long bàn giới trọng những gì nên phúc trình giới thiệu nhằm thúc đẩy thiệu nhanh chóng chấp nhận ngồi vào bàn làm phán Paris. Trọng chưa kịp gặp thiệu thì có tin Thiệu đã triệu tập hai diện của Quốc hội số chục 150 nghị sĩ dân biểu giác cờ đi bộ từ hội trường Diên Hồng tới dinh độc lập nhằm bày tỏ sự phẫn nộ trước những quyết định đơn phương của Mỹ. Hãy cùng bước vào phần 53 tiểu thuyết ông cố vấn của nhà văn Hữu Mai trong chương trình Đêm Mai để thấy sự quan cố và lì lợm của Thiệu cố trì quản không trăm chịu quà đàm. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt